Đây là chuyên mục tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo, phát trên sóng FM tần số 94,9 MHz. Mở đầu chương trình là nội dung đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm dự án trồng chăm sóc cây gai xanh và cây mắc ca trên địa bàn huyện. Chiều ngày 4 tháng 10, đồng chí Lò Văn Cương, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng đoàn công tác của huyện đã đi thăm dự án trồng cây gai xanh AP1 trên địa bàn xã Giản Đông và cây mắc ca tại xã Quải Nưa, Quải Cang. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trần Đình Trọng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Thị Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Được khởi động từ trung tuần tháng 9 năm 2021, dự án phát triển chuỗi giá trị cây gai xanh AP1 tại xã Giảng Đông, huyện Tuần Giáo được triển khai với diện tích 8 ha. Dự án được tập đoàn An Phước và hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc đứng ra cam kết cung ứng giống cây gai xanh đảm bảo chất lượng cho nông dân, đồng hành hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác để cây gai xanh AP1 sinh trưởng, phát triển và cho năng suất tốt. Cam kết thu mua sản phẩm theo cơ chế thị trường, đảm bảo các bên cùng có lợi, góp phần phát triển ngành sản xuất trồng trọt theo hướng bền vững hiệu quả. Tính đến ngày 4 tháng 10, tập đoàn An Phước và hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc đã xuống giống xong 3 ha diện tích. Dự kiến đến ngày 10 tháng 10 sẽ xuống giống xong toàn bộ diện tích 8 ha. Cây gai xanh AP1 có khả năng sinh trưởng và phát triển khỏe và trồng được trên nhiều chất đất khác nhau. Tuy nhiên, để trồng cây gai xanh AP1 đạt hiệu quả và năng suất, ngoài việc đảm bảo yếu tố thời vụ trồng, bón phân, thì tưới nước là một yếu tố rất quan trọng. Do địa điểm thực hiện mô hình trồng cây gai xanh tại xã Giản Đông xa nguồn nước, hiện nay khó khăn nhất đó là nước tưới cho cây gai xanh. Hiện về phía tập đoàn An Phước và hợp tác xã, trước mắt đã lên phương án xây dựng bể dự trữ nước để tưới cho cây gai xanh. Tuy nhiên, để có nguồn nước đảm bảo tưới tiêu lâu dài, huyện cũng đang cùng tháo gỡ khó khăn cùng công ty và hợp tác xã. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát địa điểm để xây dựng bể chứa nước để dẫn nước về tưới, đảm bảo cây gai xanh sinh trưởng và phát triển tốt. Việc chuyển đổi các loại cây trồng trên đất nương kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ở Tuần Giáo, không những tận dụng được tối đa diện tích đất, phủ xanh đất trống đồi trọc. Đây là hướng đi phù hợp nhằm giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Đi thăm kiểm tra thực tế tại dự án trồng cây mắc ca tại Quải Nưa và Quải Cang, nghe đại diện công ty báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận kết quả đã đạt được của mô hình. Việc phát triển cây mắc ca trong thời gian qua có những thuận lợi là được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm ủng hộ, các doanh nghiệp, người dân hưởng ứng và đã đạt được những thành công nhất định. Tuy vậy, để cây mắc ca sinh trưởng, phát triển và cho sản lượng cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị công ty cần có những giải pháp phương án, tổ chức trồng khảo nghiệm ở các tiểu vùng sinh thái khác nhau nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế tại các địa phương. Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất mắc ca theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để bảo đảm chất lượng nguồn giống và đạt năng suất cao. Họp ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuần Giáo lần thứ 9 năm 2022. Sáng ngày 5 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuần Giáo lần thứ 9 năm 2022 tổ chức họp để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cấp huyện. Đồng chí Mùa Ba Hồ, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022 chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được quán triệt triển khai nội dung văn bản số 3037 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, cấp huyện, ngành trên địa bàn huyện. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội Thể dục Thể thao, dự thảo kế hoạch Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9, dự thảo điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022. Theo kế hoạch,
Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuần Giáo lần thứ 9 năm 2022 dự kiến sẽ được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động của huyện. 4 môn thi đấu là cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng sẽ được tổ chức thi đấu trước đại hội vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022. Thời gian tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã thị trấn sẽ được tổ chức vào quý 4 năm 2021, chậm nhất là hết tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Mùa Ba Hồ, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022 đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo để chuẩn bị tốt các nội dung như công tác tập huấn tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, công tác chuẩn bị về kinh phí, cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Chuẩn bị phương án dự phòng thứ nhất, thứ hai, căn cứ diễn biến tình hình dịch và các quy định phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao của huyện trong thời gian tới. Tư lệnh quân khu 2 thăm kiểm tra ban chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo. Chiều ngày 5 tháng 10, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh quân khu 2 cùng đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021 tại ban chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Ngô Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đúng kế hoạch, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đủ chỉ tiêu được giao cho các đơn vị nhận quân. Làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo đã xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ, dân quân tự vệ, kế hoạch tập huấn lực lượng thường trực đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp trên, tham gia tập huấn cán bộ do tỉnh tổ chức tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 và tổ chức tập huấn lực lượng thường trực năm 2021 đảm bảo đúng quân số, thành phần, thời gian quy định, kết quả đạt loại khá. Tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật dân quân tự vệ. Lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật dân quân tự vệ cấp tỉnh đạt 2 giải toàn đoàn. Công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo đúng nguyên tắc an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết luận tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao kết quả của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Úc chưa hạ phong, tinh lại dần tay, chôm hạp phòng phong bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục tuyên truyền COVID-19 của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Xã Phình Sáng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Xã Phình Sáng đã kích hoạt lại các phương án phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Tại bộ phận một cửa của xã Phình Sáng, mọi người dân đến giao dịch công việc những ngày này đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà hoặc đến những nơi đông người đã trở thành thói quen bấy lâu nay của anh Lò Văn Chí, bản Khua Trá xã Phình Sáng. Việc làm này đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân anh Chí, gia đình và cộng đồng. Anh Chí chia sẻ. Buồn lắm đấy, người buồn co, không biết gì, đi làm thuê ra về,
là cái gì không biết là bao giờ cán bộ thành phố đấy xả lại lên giáo dục không tổn dung ngồi cùng nhau, bao giờ cán bộ lên giáo dục rồi nghe rồi là đi chỗ nào cũng là đi khảo ra là không ngồi với cùng nhau đấy, bao giờ là nó biết là thì từ đây đi là nó cũng nghe các cán bộ nói. Để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch COVID-19, thực hiện thành công mục tiêu kép bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, thời gian qua xã Thịnh Sáng vẫn duy trì thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương như tuyên truyền vận động người dân đeo khẩu trang khi đến những chỗ đông người, đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng. Cùng với đó, các thôn bản, các tổ COVID cộng đồng vẫn thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ người đi và đến địa bàn để kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã. Ông Thảo A Tơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Sáng cho biết. Đối với xã Phình Sáng ấy, thì từ khi mà có dịch bệnh thì xã Phình Sáng thì cũng căn cứ vào cái văn bản của Trung ương, của tỉnh cũng như của huyện là xã cũng đã thành lập cái Ban chỉ đạo phòng chống COVID của xã và đặc biệt là thành lập cái tổ COVID cộng đồng. Thì trong đó thì cũng đã phân công cho các cái thành viên trong Ban chỉ đạo là phụ trách các cái địa bàn để nắm cái tình hình về cái công phòng chống COVID, đặc biệt là phân công rõ trách nhiệm là cán bộ xã là tổ trưởng, còn trưởng bản thì là tổ phó. Trong đó thì cũng đã tuyên truyền cho người dân là nâng cao cái nhận thức là về cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cái 5K của Bộ Y tế. Và xã thì cũng đã thống kê những cái người mà đi lao động, đặc biệt là ở vùng dịch ở Hải Dương thì xã chúng ta cũng có, thành phố Hà Nội thì cũng có, thì những cái người mà để phụ trách thì cũng đã thường xuyên nắm và báo cáo về Ban chỉ đạo xã, và những cái người mà về địa phương thì chúng ta cũng đã tuyên truyền và thực hiện là khai báo y tế, cũng là đi cách ly tập trung, đặc biệt là chỗ Triền Đông cũng như là chỗ khu Hội Lõng thì chúng ta cũng đã thực hiện là 6 người. Đấy thì trong thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục là hướng dẫn cũng như là tuyên truyền cho người dân về các công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trên địa bàn xã thì cũng đã nắm được một số cái người là tư tưởng cũng sẽ về địa phương, nhưng mà cũng phải thực hiện là theo chính phủ là ai ở đâu thì ở đó. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền, người dân cũng đã nâng cao cái nhận thức về công tác phòng chống dịch. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, xã Phình Sáng có 341 công dân đi làm ăn xa tại các tỉnh thành trong cả nước về. Khi trở về địa phương, các công dân này đều chấp hành nghiêm việc khai báo y tế đầy đủ và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tiếp tục được đội ngũ y bác sĩ của trạm y tế xã thường xuyên đến theo dõi sức khỏe hàng ngày. Xã có 10 bản, hiện 10 trên 10 bản đã thành lập tổ COVID-19 cộng đồng, mỗi tổ gồm 6 thành viên do cán bộ xã phụ trách bản làm tổ trưởng. Ở xã Phình Sáng có khu Á Lành, có đường giáp với huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La, nên xã đã thành lập thêm một tổ COVID cộng đồng tại đây để tránh những trường hợp lợi dụng đường thủy để đi vào địa bàn xã. Ông Giàng A Trừ, trưởng bản Khô Trá xã Phình Sáng cho biết thêm. Vì là do hoàn cảnh khó khăn, nhiều người thanh niên hay đi làm thuê, đi làm ăn xa và về, thì tôi đã rất nhiều lần tuyên truyền và vận động bà con là trước khi đi làm thuê về thì phải khai báo y tế và phải đi cách ly tập trung để cho đảm bảo. Không thì nếu mà không khai báo y tế và không đi cách ly thì lây bệnh là bà con mình ở trên này rất là nghèo khổ khó khăn, là khi mà bệnh đến thì chỉ chết thôi, không thể mà chữa khỏi được. Thế là chúng tôi đã làm rất tốt, thì người nào về cũng khai báo. Thế là đến hiện nay là bà con cũng nhiều người hiểu biết, đi đâu cũng phải đeo khẩu trang và không phải tụ tập đông người. Đám cưới, đám tang thì không tránh khỏi rồi, nhưng mà đám tang thì chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền. Không được đi đông quá, chỉ đi gọi là góp tiền hoặc góp một số thứ để ít người ở lại thôi, còn lại là đi đến đấy để đóng góp rượu hoặc là thóc gạo tiền để giúp người ta thôi, không phải ở lại đông người. Đấy, thì hạn chế
thì chúng tôi đã làm công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện không có bệnh lây lan đến trên địa bàn bản Cô Chá chúng tôi. Ngoài ra, xã Phình Sáng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch và tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế và không tập trung đông người. Qua đó góp phần duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phần cuối chương trình là nội dung kế hoạch số 184 của Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Với mục đích tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho các đối tượng theo quyết định số 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và kế hoạch số 2441 ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Đạt tỷ lệ từ 95% trở lên đối tượng thuộc diện ưu tiên được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo số lượng vaccine được phân bổ theo các quyết định của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19. Về yêu cầu, công khai minh bạch danh sách đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19, tạo sự đồng thuận, hợp tác của người dân, cộng đồng trong quá trình triển khai. Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định, đúng loại vaccine COVID-19. Danh sách đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 phải được Ban chỉ đạo các cấp phê duyệt, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Về đối tượng, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên theo quyết định số 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và kế hoạch số 2441 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Cụ thể, đối tượng dự kiến tiêm vaccine Verocell mũi 1 là 30.000 người. Ngoại trừ các trường hợp sau, tiền sử đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai, kể cả phụ nữ có thai trên 13 tuần, tiền sử phản vệ với vaccine COVID-19 cùng loại, có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất, người nhiễm HIV, suy giảm miễn dịch, người dưới 18 tuổi tại thời điểm tiêm chủng, các đối tượng sử dụng các loại vaccine khác chưa đủ 14 ngày trong thời gian triển khai tiêm vaccine COVID-19. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 2 tháng 10 năm 2021 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Phạm vi thực hiện, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 được triển khai tại Trạm Y tế Thị trấn Tuần Giáo, Trạm Y tế xã Quải Cang, Trạm Y tế xã Trường Đông và Trạm Y tế xã Mùn Trung. Về hình thức triển khai, tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng cố định tại Trạm Y tế Thị trấn Tuần Giáo, Trạm Y tế xã Quải Cang, Trạm Y tế xã Trường Đông và Trạm Y tế xã Mùn Trung đảm bảo tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Triển khai theo phương thức cuốn chiếu, theo đợt và điểm tiêm đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế, tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, lưu ý đảm bảo đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tiêm chủng. Về tổ chức tiêm chủng, từ kiểm tra đánh giá tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quyết định số 3518 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế, kịp thời củng cố hoàn thiện trước khi thực hiện tiêm chủng. Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn tại quyết định số 3588 ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng, đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thông báo cho các đối tượng tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, tổ chức phân luồng và hướng dẫn cho các đối tượng đến tiêm chủng giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người. Về công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng ngay tại các điểm tiêm. Hoạt động đội cấp cứu được duy trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng, bố trí phương tiện nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các điểm khi xảy ra phản ứng nặng sau tiêm chủng. Đảm bảo vaccine luôn được bảo quản an toàn ở nhiệt độ
từ 2 đến 8 độ. Thực hiện nghiêm hoạt động khám sàng lọc tư vấn trước tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại bàn tiêm chủng và theo dõi sau tiêm, mỗi buổi tiêm chuẩn bị sẵn một bơm tiêm có chứa một ống thuốc, sẵn sàng xử lý khi có phản vệ xảy ra. Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vaccine theo quy trình chẩn đoán và xử lý phản vệ tại thông tư số 51 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ, thu gom và xử lý rác thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Về công tác truyền thông, tổ chức truyền thông về sử dụng vaccine phòng COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí truyền thông, cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vaccine phòng COVID-19. Lợi ích của vaccine, lịch tiêm, tính an toàn của vaccine, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch tiêm. Thời gian thực hiện trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. Về giám sát xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng, các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ tỉnh, huyện đến cơ sở. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, thực hiện theo Điều 14, 15, 16, chương 4 của Thông tư 34 ngày 12 tháng 11 năm 2018, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng. Về công tác kiểm tra giám sát được thực hiện ở tất cả các tuyến tỉnh giám sát, tuyến huyện giám sát xã và điểm tiêm chủng. Ban chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra giám sát đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch. Trung tâm Y tế huyện tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên môn, xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra đối tượng, tuyên truyền tiếp nhận bảo quản, phân phối vaccine, vật tư tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm vaccine. Về tổ chức thực hiện, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng ưu tiên tại địa phương, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định. Tổ chức tiêm cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại quyết định số 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và kế hoạch 2441 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Tổ chức điều tra lập danh sách xác định đối tượng tổng hợp, đối tượng cần tiêm chủng theo đúng biểu mẫu, yêu cầu và gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, phân loại từng đối tượng theo quyết định số 3355 và kế hoạch số 2441 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, chi tiết theo từng thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn. Theo lịch sử tiêm vaccine phòng COVID-19 trước đó, để đảm bảo công tác quản lý đối tượng, chỉ định tiêm chủng đúng các loại vaccine theo hướng dẫn. Rà soát hệ thống tiếp nhận bảo quản sử dụng vaccine, hướng dẫn khám sàng lọc tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 an toàn hiệu quả, phòng và xử lý phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng, thống kê báo cáo các nội dung cần thiết cho cán bộ y tế, phục vụ công tác tiêm chủng, các địa phương. Rà soát hệ thống dây chuyền lạnh tại đơn vị, thực hiện tiếp nhận vaccine phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hợp an toàn, vật tư tiêm chủng từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chủ động điều phối cấp phát vaccine, vật tư hợp lý cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn. Sử dụng có hiệu quả đảm bảo quy trình vận chuyển tiếp nhận, cấp phát bảo quản vaccine theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực phục vụ hoạt động tiêm chủng tại địa phương. Căn cứ vào số đối tượng cần tiêm trên địa bàn, số lượng vaccine được cấp để tổ chức các điểm tiêm chủng phù hợp, bố trí điểm tiêm hợp lý, tránh tình trạng hao phí vaccine, sử dụng tối đa số liều vaccine có sẵn trong lọ vaccine, đảm bảo việc sử dụng vaccine hiệu quả, sử dụng hết vaccine trước hạn sử dụng. Nếu đơn vị nào để xảy ra tình trạng hủy do vaccine hết hạn, thì Giám đốc Trung tâm Y tế, người đứng đầu cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm trước Sở Y tế. Tổ chức các đội cấp cứu tại các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Tăng cường công tác truyền thông về tiêm vaccine phòng COVID-19. Cung cấp thông tin cho người dân về đối tượng ưu tiên loại vaccine phòng COVID-19. Lợi ích của vaccine, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vaccine và hướng dẫn theo dõi các phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 có thể xảy ra. Hỗ trợ các điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai hoạt động tiêm chủng, quản lý đối tượng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho triển khai tiêm chủng,
nhân lực, cơ sở vật chất, điều kiện an toàn, trang thiết bị, phương tiện và vật tư liên quan, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ chuyên môn đối với tuyến xã, thực hiện nghiêm túc quá trình điều tra và quản lý đối tượng, công tác triển khai thực hiện, tham mưu cho chính quyền địa phương các hoạt động triển khai, huy động các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động đối tượng đến các điểm tiêm tham gia tiêm chủng. Đối với Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện, phối hợp với ngành y tế, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về lợi ích tiêm vaccine phòng COVID-19, khuyến cáo người dân hưởng ứng hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, hướng dẫn cách theo dõi, xử trí với các phản ứng sau tiêm chủng nếu có. Đối với ủy ban nhân dân thị trấn Quài Cang, Trường Đông, Mùn Trung, thành lập ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 do lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn, xã làm trưởng ban, phân công các thành viên phụ trách và trực tiếp kiểm tra giám sát tại các đơn vị địa phương triển khai trong toàn bộ thời gian tổ chức chiến dịch. Phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc diện tiêm chủng theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế. Huy động lực lượng của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ ngành y tế trong các hoạt động triển khai. Chỉ đạo các tổ chức xã hội, các ban ngành đoàn thể liên quan tuyên truyền để nhân dân hiểu về lợi ích, hiệu quả tiêm vaccine phòng bệnh, để người dân hưởng ứng hoạt động tiêm chủng tại địa phương. Đối với các ban ngành đoàn thể huyện, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp tốt với ngành y tế tích cực tham gia tuyên truyền vận động để nhân dân tham gia và hưởng ứng hoạt động tiêm chủng. Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai đảm bảo các nội dung yêu cầu. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, Chủ tịch Vũ Văn Đức đã ký. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19, tiếp tục lan tỏa việc thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung cụ thể sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app NCOVI, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Đến đây chuyên mục tuyên truyền COVID-19 của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Cơ hội hấp dẫn đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tải ngay app MB Bank, mở ngay số tài khoản theo số điện thoại hoặc số tài khoản bạn mong muốn. Chỉ cần có điện thoại thông minh, hãy tải app MB Bank hoàn toàn miễn phí và sử dụng nhiều dịch vụ như chuyển khoản, gửi tiết kiệm, nhận tiền, đăng ký vay vốn, mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi, an toàn trên app MB Bank. Nhanh tay lên, tải app MB Bank và làm theo hướng dẫn để trở thành công dân thời đại số. Cơ hội hấp dẫn đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tải ngay app MB Bank, mở ngay số tài khoản theo số điện thoại hoặc số tài khoản bạn mong muốn. Chỉ cần có điện thoại thông minh, hãy tải app MB Bank hoàn toàn miễn phí và sử dụng nhiều dịch vụ như chuyển khoản, gửi tiết kiệm, nhận tiền, đăng ký vay vốn, mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi, an toàn trên app MB Bank. Nhanh tay lên, tải app MB Bank và làm theo hướng dẫn để trở thành công dân thời đại số.
Theo thông tin từ báo Công Thương, Bộ Công Thương đã rà soát lại các kết quả kiểm tra, hậu kiểm tra đối với các sản phẩm của Ace Cook Việt Nam và cho biết qua kiểm tra ban đầu, công ty Ace Cook Việt Nam đã chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Phân tích Eurofins, một tập đoàn khoa học uy tín, tin cậy hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm thực phẩm, sản phẩm Hào Hào tôm chua cay nội địa không có chứa chất gây ung thư ethylene oxit. Vì vậy, công ty cổ phần Ace Cook Việt Nam khẳng định rằng sản phẩm Hào Hào tôm chua cay nội địa vẫn được đảm bảo an toàn về mặt chất lượng và an tâm cho sức khỏe của người tiêu dùng.